liền kề nhá. Như Lào Anh, lúc đầu nhá, lúc đầu em mở tài khoản thì ở đây bảo là không mất phí. Không mở tài khoản tức là cái thời gian đấy. Thế là coi thế làm em để từ tài khoản từ đấy đến giờ tự nhiên bây giờ bảo có thu phí bây giờ ra kiểm tra tài khoản trừ mất gần 100 nghìn tiền phí là không được. Không, như này nhá. Như nào? Bây giờ như nào? Nghe giải thích như này. Ví dụ như tôi đã thông báo cho anh là bây giờ tôi đến kiểm tra tài khoản mới thông báo thì nó chuyện làm gì đó trừ tiền vào tài khoản bây giờ trừ hết rồi bây giờ còn gần 100 nghìn trừ 98 thì rồi còn gì nữa thì còn thì thông báo về được cái tích sự gì. Ngân hàng sẽ gửi phí thì của anh trả lại cái tiền mà. Thì bây giờ lại tôi đúng 500 nghìn lúc em, đầu tôi em trả lại cho anh cái tiền phí khu shopping. Anh cho thì cái phí từ đầu lúc đầu tôi nộp 500 nghìn là tự nhiên lúc đầu bảo không mất phí hàng tháng sao tự nhiên trừ mất 98 nghìn của tôi. Thì còn cái 98 nghìn tự nhiên trừ vì tài khoản của tôi nữa. Cái tài khoản đấy là cái phí quản lý tài khoản. Chỉ sao lúc đầu tôi đăng ký tài khoản thì bảo không mất phí. Sao tự nhiên lại trừ bất 98 nghìn phí của tôi? Phí của ngân hàng ấy thì nó sẽ có thay đổi theo. Thay đổi sao không thông báo hay không nhắn đi tôi bây giờ làm tôi để tài khoản từ đấy nhưng bây giờ ra thì công lại trừ mất tiền của tôi. Mày không có thông báo. Chả có cái thông báo nào cả. Có thông báo trên thông tin đại chúng. Tôi là mở tài khoản đây không bảo thông tin đại chúng. Tôi mắc không bây giờ nói là có giả lại 98 nghìn có hay không thôi thì tôi đi nhanh đi. 98 nghìn tôi trả lại cái gì cả. Nhưng mà là cái uy tín của cái ngân hàng. Lúc đầu bảo không thu phí biệt nhưng thu phí của người ta. Tôi trả lại tôi đúng số tiền là tôi cho các bà 98 nghìn. Anh đừng nói là cho. Trả lại tiền đi. Cho tôi mãi bây giờ là không giả đúng không? Không giả 98 nghìn đúng không? Cái này nhá. Được rồi, tôi giả tôi cái giấy cả bên này tôi về. Có mãi 98 nghìn công bỏ rút từ trong tài khoản của tôi là con không giả được rồi, ok. Đưa bên sao kê đây. Còn cái 98 nghìn công thu của tôi cái tiền phí ở trên tài khoản mà ngân hàng đã thu rồi. Thì cái đấy ngân hàng sẽ nếu mà trong trường hợp anh không đồng ý hoặc là anh không có anh yêu cầu ngân hàng giải thích 98 thì tôi sẽ không tôi phải đòi lại mà tôi quay cho mọi người biết lúc đầu các bà nói là không thu phí thì tôi mới để tài khoản ở đây tôi nhét 500 nghìn vào đây tuy nhiên bây giờ trừ mất 98 nghìn của tôi rất lâu rồi và có ở trên các phương tiện thu nhận không ấy không biện sao ấy tôi mở tài khoản đấy không bảo thay đổi trên phương tiện không để có bạn không giả gì được rồi anh có tin nhắn không. Anh có tin nhắn của tôi chả có cái tin nhắn nào cả. Thế anh không đăng ký đúng không ạ? Thì tôi không đăng ký thì đăng ký, không đăng ký thì không mất phí. Chính vì không ký, tôi đã lúc đầu tôi đã đăng ký với ngân hàng là không đăng ký một chỉ dụ gì cả. Thì sau thì tài khoản vẫn được bảo toàn mà có cả lãi luôn. Tuy nhiên bây giờ ra kiểm tra tài khoản thì mới lãi chẳng thấy đâu mà trừ mất 98 nghìn của tôi. Thì có phải là lươn nghèo không? Tuy nhiên mẹ tự nhiên không làm thì mất phí quản lý tài khoản. Lúc đăng ký thì bảo không mất phí, bây giờ lại bảo mất phí. Lúc đầu cái mồm to tay bảo không mất phí, tuy nhiên bây giờ đột cái thu phí của người ta 98 nghìn. Thì tóm lại tôi hỏi bây giờ 98 nghìn không hoàn trả lại đúng không? Gần một tiếng mà có vài đồng bạc mà gần một tiếng rồi chứ. Đó là cái ý thức uy tín của ngân hàng thôi hiểu không? Lúc đầu đăng ký bảo không đăng ký dịch vụ không mất sự nào mà hàng tháng có lãi. Bây giờ ra hàng tháng trả lại lãi đâu trừ mất của người ta 98 nghìn. Anh nói trực tiếp để những người khác chứ không phải anh làm để cho người khác ảnh hưởng. Anh hưởng à? Muốn bình miệng à? Thôi cho mày luôn.